Liên quan tới vụ việc một học sinh của trường tiểu học Nam Trung Yên Hà Nội bị gãy chân trong trường, hiện đã có gần 20 giáo viên lên tiếng và chỉ ra những điều không đúng sự thật trong bản báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng của hiệu trưởng trường là Tạ Thị Bích Ngọc. Thế nhưng mà điều khó hiểu là đến nay, sau 13 ngày đích thân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo đình chỉ chức vụ hiệu trưởng của bà Ngọc thì vẫn chưa có một quyết định thực thi nào được đưa ra. Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ việc, nhà trường và hiệu trưởng trường Nam Trung Yên vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào với cơ quan báo chí. Trong khi đó, bản báo cáo gửi tới các cơ quan chức năng lại bị chính các giáo viên trong trường lên tiếng phản đối. Ông Phạm Ngọc Anh là trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy cho biết, quận đã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo để ổn định tình hình dạy và học của trường Nam Trung Yên. Hiện đang phối hợp với công an Hà Nội để đưa ra kết luận cuối cùng thì mới đưa ra hình thức xử lý. Trong khi đó, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội thì chưa thể cung cấp thông tin vì đang trong quá trình điều tra, thẩm vấn, lấy lời khai của nhiều người liên quan. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đều đã đề nghị Hà Nội xử lý nghiêm vụ việc này. Ngày 6 tháng 2 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét đình chỉ chức vụ hiệu trưởng của bà Tạ Thị Bích Ngọc để chờ kết luận vụ việc, nhưng chưa có một quyết định thực thi nào đến thời điểm này được đưa ra. Vâng, câu chuyện này thì lẽ ra không đáng phải lùm xùm đến như vậy. Gia đình học sinh bị gãy chân cũng không bận tâm việc bà hiệu trưởng bị xử lý ra sao, mà họ chỉ muốn tìm sự thật, nguyên nhân khiến con họ bị gãy chân ở trong trường mà thôi. Nhưng mà khi câu chuyện bị đẩy đi xa thì người ta lại càng biết thêm nhiều chuyện không lấy gì làm tốt đẹp liên quan đến bà hiệu trưởng Bích Ngọc. Vâng, và nếu trong thời đại công nghệ thông tin bây giờ, đúng không ạ, nếu chỉ tìm ở trên Google cụm từ là hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc thì chúng ta sẽ thấy là đúng 10 năm trước, là vào năm 2006, xảy ra một vụ việc một hiệu trưởng là hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc cũng của quận Cầu Giấy Hà Nội lập quỹ đen bằng việc bớt khẩu phần ăn hàng ngày của hơn 400 học sinh. Khi đó thì các giáo viên còn tố cáo là bà hiệu trưởng khi nhận chức thì đã thắp hương cúng bái tại trường đủ 100 ngày và bắt các cán bộ giáo viên cũng phải mang làm cỗ và mang đến trường cúng bái như những ngày lễ Tết. Vâng, những tưởng là hành vi này của bà Ngọc khi đó sẽ bị xử lý nghiêm, nhưng không hiểu sao 10 năm sau thì tên tuổi của bà lại được xướng lên trong một vụ việc khác, mà ở đó thì bà Ngọc lộ rõ là một nhà quản lý vô trách nhiệm, một nhà giáo vô lương tâm, đạo đức nghề nghiệp bị xuống cấp trầm trọng. Thế nên người ta có lý do để lo ngại rằng học sinh khi đến trường đã gặp ngay phải sự dối trá và phải làm theo sự dối trá thì khó có thể trở thành những công dân ngay thẳng.